Trận đấu giữa Arsenal và Brighton diễn ra vào lúc 22h30 ngày 14 tháng 5 năm 2023 trong khuôn khổ vòng 36 giải ngoại Anh mùa giải 2022-2023. Lúc này thì Arsenal đã đánh mất ưu thế trong cuộc đua vô địch nhưng cơ hội của họ vẫn còn nguyên. Khi tại, Lúc này thì Arsenal đã đánh mất ưu thế trong cuộc đua vô địch nhưng cơ hội của họ vẫn còn khi hiện tại họ chỉ đang kém Manchester City một điểm và đá nhiều hơn một trận. Nên nhớ là đội chủ sân ETH còn phải chinh chiến tại UEFA Champions League. Lúc này thì sau chuỗi trận nghèo nàn đến 4 vòng đấu liên tiếp chỉ biết hòa và thua, pháo thủ đã tìm lại niềm vui chiến thắng ở hai vòng đấu gần đây. Thậm chí đó đều là chiến thắng với tỷ số cách biệt cho hai đối thủ đáng gờm là Chelsea và Newcastle. Phong độ sân nhà của Arsenal cũng khá tốt khi ở 6 trận gần đây tại Premier League họ thắng 5 hòa 1. Trong khi đó, tham vọng cạnh tranh tấm vé giữa UEFA Champions League mùa sau của Brighton đã trở nên mong manh khi ở vòng 35 vừa qua, họ thua tan nát một năm đầy bất ngờ trước một Everton tăng thoi thóp cho nhóm cầm đèn đỏ ngay trên sân nhà. Sự ổn định đang là điều mà đội chủ sân Farmer còn thiếu ở trong thời gian qua, bằng chứng là 6 vòng đấu gần đây họ giành chiến thắng 3 và nhận 3 thất bại, trong đó từng đánh bại Chelsea, Manchester United nhưng là để thua cách biệt Nottingham Forest và Everton những đội bóng đang thuộc nhóm cuối trên bảng xếp hạng. Hiện tại thì Brighton vẫn đang xếp thứ 7, kém đội xếp thứ 4 Manchester United 8 điểm và đá ít hơn một trận. Nhận xét về kèo bóng đá trận đấu giữa Arsenal và Brighton, các nhà cái châu Á cho rằng Arsenal cần giành tối đa. Arsenal cần giành tối đa. Số điểm ở ba vòng đấu còn lại mới hy vọng có thể lật đổ được sự thống trị của Manchester City tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Pháo thủ hoàn toàn có thể giành được 3 điểm ở trận đấu này khi được chơi trên sân nhà và đang có phong độ cao khi đều thắng cách biệt hai vòng đấu gần đây đó là trận thắng 3-1 trên sân của Chelsea và gần nhất là thắng lợi 2-0 ngay trên sân của Newcastle đang thăng hoa. Vì vậy, kèo trên là lựa chọn rất đáng tin và Arsenal được dự báo là sẽ có chiến thắng trước Brighton trên sân nhà vòng đấu này. Về tỷ lệ bàn thắng, theo thống kê cả ba lần đối đầu gần đây giai đội đều có rất nhiều bàn thắng được ghi, thậm chí đã có tới 6 bàn thắng được ghi ở trong trận lượt đi mùa này, trong đó pháo thủ đã ghi tới 4 bàn ngay trên sân Farmer Lúc này Arsenal đã sở hữu suất ghi bàn trên sân nhà rất ấn tượng, bằng chứng là cả 6 lượt trận sân nhà gần nhất tại Premier League, họ đều ghi không dưới 3 bàn mỗi trận, bên cạnh đó thì cả 5 trận gần đây họ đều thủng lưới. Vì vậy, nhiều khả năng trận đấu giữa Arsenal và Brighton sẽ kết thúc với nhiều bàn thắng được ghi và lựa chọn cửa tài trong trận đấu này là hợp lý. Theo các nhà cái châu Âu thì ở lượt đi Arsenal đã đánh bại Brighton với tỷ số tương bừng 4-2, qua đó đòi lại món nợ mà họ đã từng thua 1-3 trên sân chơi Premier qua đó đòi lại món nợ mà họ đã thua 1-3 trên sân chơi tại League Cup. Làm khách tại Emirates, thời điểm hiện tại chắc chắn sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng với một Brighton vừa thua 1 năm trước Everton trên sân nhà. Nên nhớ là pháo thủ thành London đã thắng tới 5 hòa 1 ở 6 trận gần đây. Trong đó có tới 4 trận thắng với tỷ số cách biệt trên sân nhà. Vì vậy khả năng trắng tay của Brighton trong trận đấu này là rất cao. Điều chung lại thì đây là cuộc chiến mà cả hai đội đều mong muốn có giành chọn 3 điểm để cụ thể hóa mục tiêu của mình. Tuy nhiên rõ ràng Arsenal đang là đội chiếm ưu thế khi họ đang rất hưng phấn sau hai chiến thắng thuyết phục ở hai vòng đấu gần đây và lại được chơi trên sân nhà ở trận đấu này. Trong khi đó, phong độ sân khách của Brighton là khá nghèo nàn khi chỉ thắng 2 trên 7 trận gần đây, thậm chí trận gần nhất là thất bại bạc nhược 1-3 trước Nottingham Forest. Vì vậy, pháo thủ hoàn toàn có đủ sức giành một chiến thắng tương bừng cho Brighton. Trong trận đón tiếp đội bóng này ở vòng 36 Ngoại hạng mùa giải năm nay. Được biết trận đấu Arsenal Brighton sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ 30 ngày 14 tháng 5 năm 2023. Theo bạn Arsenal và Brighton đội bóng nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ team bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.